doing great. Thank you. Hôm nay chúng ta tiếp tục học một cái giải thoại. Có ngày rồi
chủ, chỗ không chỗ chủ. Ngày nghe kinh, nghe tụng kinh đó, ngày nghe tới cô chỗ đó cái ngày ngộ, ngày xin đi kia tu. So he came to, he came from sort of a southerly state in India, and he came north. And he wants to meet the master, and so the master didn't want to accept him yet. So he asked him, so what makes you think you can join the sangha? And he said, you know, master, I'm just a woodchopper. But when I hear the words of the Buddha, whether you know it's south or north, I can still hear his words, and it changed my heart. Thì sau khi được tổ dẫn thì dạy ngày ra phía sau làm cái gì là giá gạo để cho chúng dùng, thì cơ thể của ngài ốm nên ngài lấy thêm một cục tảng đá nữa để ngài đứng lên cái chài giã gạo. Thì một hôm khi ngài giã về thời gian thì cái dây cột nó bị vòng, nó có vết thương, có dòi nó bò trong đó, nó dính trong đó, gớt ra cái đồ mình bỏ vô sợ nó chết. Một hôm tổ xuống thấy ngài đang giã gạo, ngài hỏi chứ gạo giã trắng chưa. Nó bạch tổ, con gạo đã trắng rồi nhưng mà còn đợi người dần xay. Thì tổ cầm cái gậy đến trước cái gói xay gõ ba tiếng, và ngài chắp tay sau lưng ngài đi vào. Thì ngài đồng tổ, ngài bị năng, ngài hiểu ý của tổ muốn nói gì. Và sau đó vào canh ba, ngài đi vào cửa phía sau và vào dưới tổ để tổ. Trong khi canh ba, ngài đồng tổ bên năng, ngài đi vào phía sau và vào thấy tổ đang nằm, và ngài đến nhà hành lễ và tổ truyền tâm ấn cho ngài bên năng. Yet, but it still allowed him to be to join the monastic life. So part of his first job at being at the monastic life is to pounce the rice. Basically grind the rice so that the sort of the wheat kind of separate out into the chaff, and so. He does that like day by day. That's his job, and keep pounding it. And the woodchopper, he's sort of a not a really strong person, but because when you pound the rice, right, you need a lot of force. It's a very hard work. So he usually use like a stone. Kind of just stand up and just keep applying more force. And so one day the master came down to ask him what he's doing. And he said, "Master, I'm pounding these white rice, you know, and look at it and see how white you want it to be." Right? And then the master he came over. Looking at the rice, and then he kind of tapped three times,
against the sort of the stone bowl that you pound the rice to, you tap it like 3 times, and then that's when the wood chopper know that that 3 tap means that meet me at the main common monastery at the third watch. That's why it's 3 taps, because back then they measured time in terms of like watches. They divided time into watches. So 3 taps means like meet me at the third watch. So like really at night, like very early in the morning. And so he was able to understand that signal. And at the third watch, that same night, he came in, and the master was able to start to pass down the knowledge. Thì sau khi ngài Lục Tổ về Nam, ngài về Nam vào trong thất của ngài Lục Tổ Hòa Nhẫn thì ngài khi vào gặp Tổ, Tổ trùng tiên lại cái bài kinh, thấy câu ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là lúc đó ngài về Nam ngài buồn ngủ hoàn toàn. Thì sau khi buồn ngủ thì Tổ truyền cái hòn bát để cho ngài Lục Tổ về Nam. Thì sau khi truyền xong thì ngài mê mai để ta đưa cho ngài đi, tại vì ngài về Nam là một vị cư sĩ. Cho nên sau khi truyền y bát cho ngài Lục Tổ về Nam về 3 năm sau thì ngài về Nam mới nói là con mới đến đây cho nên con chưa biết đường đi, xin Tổ chỉ dạy. Thì Tổ dạy là mai người ta đưa cho người đi. Thì sáng hôm sau thì Tổ quy đó, thì Tổ kêu ngài Việt Nam xuống dưới thuyền về chở cho đi, chỉ dẫn cho ngài Việt Nam đi. Sau khi xuống dưới thuyền thì ngài Việt Nam về thấy Tổ chở thì ngài Việt Nam nói bằng Tổ đưa khi mê thì thầy đổ, khi ngộ con tự đổ đấy con. Thì ngài đang xin Tổ ngồi để ngài chèo đi. Thì sáng hôm sau, sau khi đi đưa ngài về Nam qua bên kia xong rồi đi, thì sáng hôm sau thì Tổ không có ra giường và Tổ ở trong phòng. Thì đại chúng thấy là thường ngày thì Tổ ra hay dùng đi ra ngoài làm và dùng chén cơm, ngày Tổ ở trong phòng. Chúng này hỏi thì Tổ mới nói y đã về phương Nam rồi, y bác đã về phương Nam rồi. Thì trong chúng thì có ngày Thần Tú, ngày đó là một vị võ sư tướng xuất gia tu. Nên sau khi mà nghe vậy thì ngài xuất gia trong chúng cũng lớn, cho nên cũng có nhiều đệ tử. Nghe y bác về phương Nam mới nghĩ chắc có một vị cư sĩ ra làm công quả mấy hôm nay đây, chắc vì đó được nên ngài đã chạy. Ngài dùng ngài chạy đuổi theo để ngài dần cái y bác lại. Thì ngài là một vị võ tướng mà, cho nên nghe nói hướng Nam mà đi là trong vòng thời gian ngắn là ngài có thể ngài đuổi kịp ngài về Việt Nam. Thì ngài Việt Nam ngài biết có người tới nên ngài lấy cái y và bác ngài để nó trên tảng đá, nên ngài núp vô trong bụi cây. Thì sau khi đó ngài thần tú ngài chạy tới ngài thấy cái
dở lên không nổi thì ngày hành tu ngày mấy đâu chuyển tâm ấy hành giả, hành giả tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bác. Rồi lúc đó ngày mình đang trong bụi cây ngày mấy chui ra ngày đến ngày thứ ngày mình nói như vậy thì tôi mới hỏi ngài vậy nên sư tổ truyền ngoài truyền y bát cho ngài còn còn truyền gì nữa xin ngài chỉ dạy để đại ý nên cũng Phật pháp thì khi khi đó ngài vậy nên ngài mới hỏi ngài sư tổ là không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản năng nhân một thì khi nghe đến đó thì người ta linh thì chặt mình ra. So, so when after he received the knowledge at the third watch, the Buddhist chakra, he was able to understand more about the way of life, right? And the master, after realizing he has the potential, he passes down the donation bowl, the rice bowl, down onto to him. But he instead of staying there, he took the rice bowl and he left the monastery. And so one morning, right, usually the master would go out and greet the people, but instead the people saw the master laying in his bed the whole day. And so one person ran in and asked, what's going wrong, master? And the master told everybody that the rice bowl has gone south. And so in that group, in that crowd, there is this master general who wants to chase down the sort of the rice bowl, or want to seek out where is it going, right? And so he decided to go out and run after the rice bowl. And so the woodchopper, right? After he was ordained and he left with the bowl, he was trying to walk away as fast as possible, but he saw the general master then kind of chasing him from behind. So he hid himself in the shrub, in the bush, but the general master saw him running into the shrub, and he came right in front of him to confront him and said, like, I am not here for the rice bowl, but I am here for the teachings. And so because he listened to those words, he was so moved that he decided to pass down the knowledge and came out of the shrub and decided to accept him as a disciple. Yeah, I'm sorry. Could you repeat again what happened on the third watch and why the woodchopper left? And you could explain to the master that you're just going to repeat for me because I didn't catch it. Yeah. Thì ông nói là cái từ cái khúc cành ba cho đến khi tại sao mà ông đem cái y bát đi á. Vậy tại sao ông So Henry, yeah, you can just repeat. Yeah. Khi cái sự tích tổ truyền y bát, tôi muốn nhắc lại cái đoạn đó để nói là sau khi mà vào thất của tổ
chúng ta tụng ân vô sở trụ với sanh kiện tâm thì ngày ngộ. Sau khi tổ kêu vào trong pháp đại truyền thì trước khi đó thì ngài cũng kêu đồ chúng trình kệ, này là chỉ nói gián tắt cái đoạn để cho chúng ta hiểu và giải thích cái đoạn ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, như là trụ của chỗ không trụ trụ. Nhưng mà chi tiết thì nó nghe nó dài lắm, nên là muốn kể lại cái đoạn hồi đó. Thì sau khi truyền đi pháp xong là sau khi mà ngộ xong rồi tỏ ấm chứng rồi thì ngày cho cho là tổ về năng là tổ về tổ thứ sáu truyền đi pháp cho tổ làm tổ, và sau đó ngày về năng ngày không có đi nhận pháp nữa. Thì sau hôm sau thì ngày mới y bác ta truyền cho người hãy đi về phương nam để mà hoàn pháp. Mà sau khi ngày đi về phương nam thì cha trước khi đi về phương nam thì ngày gặp ngày Huệ Minh, sau này đó là ngày thành tú. Ngày Huệ Minh ngày có nhớ công cao phường nữa thì chạy theo ngày dẫn đi bác lại. Thì nhưng mà khi đối chiến và con má cái đầu đó chưa? Rồi không? Thì tại cái khúc đó đã. So basically the sort of the workshop, right? And after the third watch, the master saw his potential, and he was he saw like there's a enlightenment inside of him, and so he passed down the rice bowl onto the wood chopper, and sort of because he's passing down from the you know that the gì thứ sáu làm tổ thứ sáu So it's a bit complicated, you know, but basically like he became like the sort of the sixth master basically. The wood chopper? Yeah, the wood chopper. Became the sixth master. The oldest out. But then the old master told him that now you have become master, you would not, you know, go and be staying here to teach the disciple anymore. It's time for you to go south, basically go back to where you originally come and spread the teachings. Yeah. So and that's when he passes the rice bowl and tells you need to go south. And then that you know, okay, so that part was a bit iffy, but so he told him to go to south. And then there's a general master, right, which became a master a little later on. Could be the seventh or the eighth, but that he didn't mention, but later on. And so he heard about this, the rice bowl being gone, right? And he wants to chase it, wants to follow whoever is in control of the rice bowl. So that's why it's important to put in the story like the, for everyone to follow the rice bowl. Mày thì muốn chia sẻ với thiền sinh một cái đoạn hội thoại giữa ngày Huệ Năng nghe pháp, vô tình nghe pháp, liền bừng ngộ. Và sau khi bừng ngộ thì ngày tìm đến tổ, hỏi cái nguyên gốc của này, tìm đến tổ để mà cầu đến nhà tổ ấn chứng. Nhưng mà trên khi tới tổ thì ngày dạy là xuống dưới biết làm, nó từ tánh không muốn là thanh tịnh không còn làm nữa. Nhưng mà tổ dạy xuống dưới biết để giả gạo, nhưng mà cái
tu thiền, nhưng mà cũng cần phải học pháp, cần hành pháp. Học pháp ra đây là mình nghe, nhưng khi nghe vô tình nghe thôi, nhưng mà tự nhiên nó mình do thường ngày tâm mình nó cũng tu tập yên tĩnh, cho nên nghe thấy câu trụ chỗ không trụ trụ thì liền đó ngày khó chỗ sống. Thường ngày mình cái tâm mình nó hay trụ hay dính chỗ này chỗ kia nhiều lắm, nghe cái là mình trụ, thiện cũng trụ, ác cũng trụ, đẹp cũng trụ, xấu cũng trụ, nó chạy theo trụ nó dẫn mình đi. Nhưng mà cái chỗ mình không trụ, nghe mà còn biết nghe thôi, không trụ chỗ không trụ, nghĩa là giữa cái niệm khởi này và cái niệm khởi kia nó vắng lặng yên tĩnh, không có chỗ trụ, không có chỗ vắng. Quý vị nghe rồi khi ngưng nghe, ngưng không nói, quý vị nghe và nghe cái chỗ không nghe hai cái nó khoảng cách ở giữa đó, cái tình cái mình không có nghĩ, mình không có trụ chỗ này, không trụ chỗ kia, tâm là nó lúc ngay cho nó có thanh tịnh sáng suốt, nghe nghe ngộ cái chỗ đó, ưng vô nghĩa là trụ chỗ không trụ chỗ. Khi nhìn nhận ra chỗ đó rồi, vào ở trong chúng giao cho cái công việc là giảng đạo, thì ngài làm rất là tròn bổn phận, rất là nhiệt tình. Ngài làm mọi người giao cho mình, ngài làm mọi người không đủ sức làm, nên ngài phải cái cơ thể ngài ốm, ngài phải cột cột đá nó phía sau lưng để mà ngài giảng đạo. Ngài đây là một cách làm nhiệt tình siêng năng để quên mình vì đạo. Làm nhiều khi mình đi giờ là mình làm chút xíu mở lưng ra mình nghĩ này, nhưng ngày cuộc dây ra sau lưng ngày giảng đạo quên mình vì đạo, làm rất là nhiệt tình. Và sau khi được tổ chứng tổ truyền cho y bác thì đi, thì ngày có ngày mình minh này là võ tướng ngày chạy theo hỏi ngoài chuyện y bác còn chuyện gì cho ngài nữa, cho tôn giả nữa. Thì lúc đó ngài Huệ Năng ngài nói ngài Huệ Minh nhìn thẳng ngài Huệ Minh nói không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt xưa nay của thượng tọa minh. Nghe nó nói ngài Huệ Minh ngài liền nhận ra cái chỗ sống, ngài nhận ra cái bộ mặt xưa nay của mình. Kind of emphasize that today's the story conversation sort of idea is that when the idea of like the pounding the rice and the work, so that when the wood chopper came to meet the master, instead of allowing him to ordain and pass down the rice bowl, he has first passed a sort of a test basically. And the test is like to work and to pound the rice. And what it symbolizes here is that when you meditate, it's not just about sitting and meditating. You're not just not doing any sort of work. And in the monastery, you also have to kind of execute work, put in the work to help out with the sort of the monastery too. So it's not just the basic principles of like the meditation, but you also have to put in effort into work, helping the environment around. And so that sort of volunteer work, right, is the sort of the first test into the wood chopper sort of having to put in the effort. And so there's this concept called, you know, like how roughly translated, it's like
staying where it's not stable. Anh thầy nói chủ chủ mà không chủ chủ chỗ không không cho chủ hiểu không chủ chỗ không anh chưa nói được đấy cái buổi pháp thoại hôm nay ý của quý thầy muốn nhắn các vị thiền sinh mình đây cũng là một tòa thiền cho nên là mình ngồi mình biết vọng không theo khi mình nhớ tới niềm quá khứ nhớ niềm tương lai mà mình không có chạy theo mình biết nó là vọng là giả thì nghe đi đó mình dừng. Còn cái giữa cái ý niệm này với cái ý niệm kia mình mà trụ vào trong đó thì mình trụ là mình dính kẹt mình bám chấp trong đó mình chạy theo nhớ tới chuyện quá khứ cái anh đó anh làm cho mình đau khổ mình nhớ tới hoặc là mình ghét thôi mình không muốn gặp ảnh nghe nói tới ảnh đó là mình phiền não mình sân si khởi lên nhớ tới những cái người ta làm cho lời nói nè hành động người ta làm cho mình đau khổ làm cho mình tổn thương nên mình nhớ tới đó là mình tức mình giận lên mình muốn làm này làm kia làm nọ đó là cái tâm mình nó không chủ một chỗ mà nó bám cho chúng ta khi tâm mình nó yên tĩnh thanh tịnh mình biết nó vừa khỏi lên mình biết nó là giả không có thật cái tâm mình nó thanh tịnh nó không có chỗ bám víu trụ hay chỗ không chỗ trụ giữa cái niệm này và khi nó cái tâm mình nó thanh tịnh vắng lặng không có cái niệm gì khởi lên thì ngay vô đó là chỗ không chỗ trụ, trụ chỗ không chỗ trụ. Nên tâm mình lúc đó thanh tịnh an lạc. Dùng tạm cái danh từ là thanh tịnh an lạc, nhưng mà cái chỗ nó không có dùng cái danh từ ngôn ngữ nào mà diễn tả được. Nên giống như cái uống nước lạnh nóng tự biết. Cho nên khi mình trụ mình bám là mình có cái chỗ mình duyên theo mình chạy theo. Bây giờ mình trụ nói trụ nhưng mà không có chỗ trụ cái tâm mình nó thanh tịnh lành lẽ nó không có chỗ bám nên trụ chỗ đó kêu trụ chỗ đó là nó an lạc thanh tịnh nhẹ nhàng nó không có một niệm khởi lên nên không có một cái vọng tưởng nhưng mà cái này gọi là giống như là cái biết nói gì tạm dùng là danh từ là biết là ngôn ngữ thôi nhưng mà khi mình cảm nhận được cái người ta nói gây ra cái gì đó làm cho mình bực bội phiền não nó khởi lên mà khi nó khởi lên làm cái khuôn mặt mình nó khó nhìn nhăn lại nó không có vui nhìn mặt ta nhìn ra ta biết mình đang phiền não còn mình đang cười đang vui là biết mình đang nhớ tới chuyện vui nhưng bây giờ cái nét mặt mình không có vui cũng không có buồn lúc nào cũng tươi tỉnh là an trú trong cái ông chủ của mình hay là gọi là chân tâm hay là một tánh của mình hay đây gọi là chủ cái chỗ không chỗ trụ. Okay, so say that position is staying where there's no staying where the place has no stay. That's the rough translation. But basically, like your mind. Needs to get rid of grasping. That's the key idea is that you don't let your mind just see things and so it start grasping this and then grasping that and then grasping another thing. And so I guess like the main idea behind the story is that the sort of the general master, right? Like he did some really bad deed in the past. Like he probably killed people and like done some violence, and so he wants to change himself, and he wants to chase sort of to the whoever is holding the rice bowl because that person is the one that has the knowledge to pass down, you know, like to teach all the
the commoners, the people. And so that general master is the one that's grasping, basically. He wants to just chase after whoever is having the rice bowl. And so when he does meet with the wood chopper, who is now the master, the master asked him, the master kind of told him one advice is just to see no evil and then hear no evil, you know, like don't think about evil or kindness, you know, because I guess that he was trying to chase the rice bowl in order to listen to what new master is teaching, but it's not about that. It's about your mind is not chasing different kinds of grasping, and you're able to sort of have your mind be focused on one spot down to the ground. It's like a sort of a tree in the wind, right? And the wind can blow it on different ways, but you're still able to be fixed and not be changed and be chasing around different, in this case, like I guess you can say material possession, because who is holding the rice bowl, right, has the material, the wisdom. But it was never about that. And so the general master here is sort of misguided in chasing whoever has the rice bowl. So again, like the main lesson behind the story today is that you're trying to stay, to keep your mind, not let loose, to fix on a single place, even when there is no grasping there, right? Because as soon as you hear things, your mind starts chase grasping, right? You're grasping this, you're listening to a different person's conversation, your mind start to grasp, trying to understand what's going on. But if you don't want that to happen, you don't want to let your mind to sway. You just want it to be fixed at all times. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi phát thoại hôm nay. Quý vị có câu hỏi gì? Yeah, thank you for coming to the lecture today. I'd like to ask if anyone has any questions. I know it's a hard story today. There's a lot of names and stuff there. So. What was the name of the wood chopper again? Oh, Guinan. Guinan? Guinan. I think there might be an English one, but that's all right. Yeah. Again, I'm not sure. Yeah. Did the name change after he became a master? Or the same name? Yeah. Thì ông hỏi là thầy Quán Năng á, lúc trước khi mà được thầy cho cái ấn phẩm, có thay đổi tên không? Hay là tên vẫn như vậy? It's the same. Yeah. Thì giống như vậy từ lúc mà làm đốn củi cho tới khi xuất gia. Yeah, so it's the same throughout. When you say the sixth master, does that mean the sixth patriarch or not? If you can translate that. Yeah. Patriarch. They nói là lúc mà cái động mà thầy quen thể năng mà làm thành thầy tổ thứ sáu, có nghĩa là sao thầy giải thích thêm. Ý nó là tổ ở đây là cái này nói về trình độ thân chính, nó không giống như ở ngoài thế gian mình học rồi phải thi như thế. Yeah. Mà đây là do mình nghe rồi mình hiểu, rồi ngay chỗ đó mình ngộ, mình nhận ra.
làm ở trong chúng. Khi ngài nhận ngài ngộ, ngài được tổ ngài ấn chứng, giống như bây giờ mình có đủ cái bên đây mình cái gọi là cái ví dụ thì khi mà cái sự ngộ và trong kinh nghe câu kinh đó là ngài ngộ, ngài nhận ra cái này là giống như là tu mình giác ngộ giải thoát vậy đó. Nên là tổ mình học ở ngoài thế gian, mình học cái trình độ mình là bác sĩ hay là thạc sĩ hay tiến sĩ, mà vị tiến sĩ đó này đã được cái bằng rồi, cái vị học trò mà học đó trình độ bằng như vị tiến sĩ kia nữa thì ta cấp cái bằng tiến sĩ. Nên nhà tổ này thấy cái vị này ngộ và sống được cái tâm chủ của mình trong với cái trường tâm học thánh của mình, cho nên ngài ấn chứng là làm tổ. Thì em là tổ thì cũng có phải là đức Phật là truyền đạo lại từ ông người tổ đầu tiên, rồi người tổ là tuyên truyền lại tổ thứ hai là sao? Đây giờ nó từ trên truyền xuống, nhưng mà có nhiều vị thì thờ Phật đó thì ngày truyền lại cho tổ Ca Diếp. Dạ, đức Phật truyền tới ngày tổ Ca Diếp và tới xuống tới ngày tổ Việt Nam. Yeah, you can call it a sort of a patriarch, like sort of like the Buddha passes down to the sort of the first master, which then is passing down to the second master and third master and the fourth master. I guess you can kind of compare it to the Pope, or you have the original person, the founder of a religion, a sect, right? And it passes down to the main disciples, like the main one, not just like the people in the group, but like the leader, and then that person passes down to the next and the next. So sort of like what Tai is saying, it's like on the outside world where you study enough classes, you have enough credits in order to have enough knowledge, then you get your bachelor's degree, you get your master's degree, and then you get your PhD, sort of like your PhD professor, right? Like it would take you under his or her wing, and then train you and allow you to do PhD work. And if you successfully pass PhD work and you defend your dissertation, then you would get your PhD. And so this is how that sort of works. If you have enough knowledge, that means you pass and you would get your degree. But instead of degree, you get the rice pot. So yeah, to answer your question, yes, it's something like that, yes. One last question. Did Guanyin live before Buddhism spread to China or after Buddhism spread to China? Can you elaborate on the wood chopper? The wood chopper, yeah. However you pronounce it, right? Guanyin. The wood chopper. Yeah. You asked like if the wood chopper lived before. So this conversation, did it happen before Buddhism spread to China or after? I know it was in India, but was it before or after? Yeah, thì cái câu chuyện mà thầy mà thầy tổ cái ngoại năng này là nó có đưa được mà. Ông thì ông ấy cũng đưa mạng mà cũng hỏi là thầy ông hỏi là cái câu chuyện này nó xuất xứ trước khi mà Phật giáo đi tới Trung Quốc, hay là sau khi Phật giáo đã truyền qua vô Trung Quốc. Tại nhà Quế Năng là ở bên Trung Quốc. Hả?
Trước trước đó là có tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày đã qua rồi. Mà câu chuyện này là sau khi mà làm chuyện. Còn trước khi tổ Bồ Đề Đạt Ma thì từ từ nó nổi rồi qua. Có tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày đã qua bên Trung Quốc rồi. Yeah. So this was after the spread in China, right? Yeah, because there was a master before that came over to China. Thì muốn chia sẻ với thiền sinh là cái đoạn hội thoại giữa tổ và cái vị đệ tử để cho mình học. Thứ nhất là mình thường hay xem kinh, nghe băng giảng hay là nghe tụng kinh, mình thường nghe. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là sau khi mình nghe, mình có chỗ sống, chỗ ngộ rồi đó, thì mình nên thực tập bằng mọi cái đi đứng nằm ngồi. Kế nữa là mình được tổ ấn chứng, mình trình kiến giải. Nhưng mà ở đây thì hết giờ rồi, nên hôm nay thì cảm ơn các vị thiền sinh trở về đây ngồi thiền và đi thiền hành cùng với quý thầy. Quý thầy ôn lại một cái đoạn hội thoại giữa tổ với đệ tử của ngài để chúng ta tiếp tục nghe pháp rồi ngộ pháp và thực hành cái pháp để cho đời sống hàng ngày của chúng ta lúc nào cũng được an vui và hạnh phúc trong cái phương pháp tu của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu. Yeah, so again I'd like to say thank you to everybody who came today to practice meditation and to rejoice in the another week of lesson. I kind of remind everybody of, the core of the story is to be able to sort of fix your mind and don't let it sway away and start grasping things, and that is the core of the story. But also in another way, in order to meditate, you're not just sitting and you're meditating, but you also have to go out and do some volunteer work to help out with the monastery, the sangha, and the temple. And that is basically it. Yeah. So once again, thank you for coming. Thank you, Henry. Chúng sanh vô biên thể Thank you very much.